Xin chào các anh chị tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Video clip này là em làm về vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Canh Tuất, một cái tuổi mà em rất là quan tâm. Vì cái tuổi này là như vậy, về cái tuổi này là tuổi Tuất, tức là tuổi con chó, mà con chó này là con chó ở trong chùa, tức là con chó có tung. Con chó này đặc biệt là mẫn cảm với cái việc tâm linh. Riêng tất cả tuổi Tuất thì tuổi này là mình cảm thấy tâm linh nhất. Họ nó thực sự là họ biết về tâm linh, nhưng mà vấn đề là họ có tin hay không thôi. Tại vì con Canh Tuất này là vừa hiền, gọi là vừa hiền vừa chất phát, cái kiểu của họ không phải là trong tất cả các loại Canh Tuất thì tuổi con chó thì con nào nó cũng đa nghi, nó cũng không có trung thành, nhưng mà đặc biệt đa nghi với những người lạ. Nhưng mà tuổi Canh Tuất thì lại ngược lại với các tuổi Canh khác, thì họ ít đa nghi người lạ lắm, họ sống rất là hòa đồng và họ hết mình lắm, cho nên là đôi khi cũng hết hồn lắm. Và họ luôn muốn làm lớn. Tuổi Canh Tuất là mộng rất lớn, mộng của họ rất lớn lắm, mộng làm bá chủ một vùng, chứ còn không phải là ấy. Chị thường tuổi Canh Tuất thì không có mộng làm bá chủ, nhưng mà riêng Canh Tuất là như vậy. Đầu tiên hết thì năm nay là Canh Tuất là 48 tuổi, và tuổi này thì năm nay là vướng cả tam tai hoàng ốc và kim lâu, cho nên chắc chắn là không nên xây dựng mới một cái gì cả, nhà một xưởng hoặc là như mọi thứ. Xét về nội tại của tuổi này thì can chi năm sinh, can thiên can canh, can của canh thuộc hành kim, mà hàng chi túc thuộc hàng thổ. Chi sinh can có nghĩa là thổ sinh sinh kim, tức là gốc nuôi nuôi dưỡng rễ, là sự sinh ngược, ngọn nuôi dưỡng gốc rễ, tức là sự sinh trưởng ngược với tự nhiên nhưng vẫn là tốt. Những người này thường là có cái sự may mắn, quý nhân giúp đỡ, thì họ là có cái gốc mà, cái ngọn luôn cái gốc mà, tức là họ không có trực thuộc gia đình luôn mình, mà là cái sự may mắn nó từ ở bên ngoài đưa đến. Và thường là nhiều khi là họ thành công không phải là nhờ năng lực của mình, mà nhờ cái sự may mắn đó của mình mà họ thành công. Người tuổi này thì phải có một lần trong đời sẽ không còn gì hết, mà thường là mình nghĩ là vào cái vận hạn của tam tai này, cái vận hạn của năm ngoái, năm nay và năm sau ha. Thì những người nếu mà ấy thì những người mà còn xui hơn thì bị trước năm vừa rồi một năm là bị là đầu vô, chưa vô tam tai, bắt đầu vô tam tai của tuổi 40 là họ sẽ bị ha. Rồi xét thử cái này là tuổi mà tuổi tuổi Canh Tuất là tuổi dương ha, cho nên là những người sinh 1, 3, 5, 7, tức là những người cùng đó là sẽ là sinh tháng dương, và người tuổi dương sinh tháng dương thì thuận lẽ, và người mà sinh vào tháng âm thì nghịch lẽ. Thì người của sinh vào tháng tháng dương, tức là tháng 1, 3, 5, 7 thì họ sẽ tốt hơn những người 2, 4, 6 của tháng 2, 4, 6 lịch. Những người này thì nội tại của họ hai cái tuổi này thôi, phân biệt thôi cho dễ hiểu thôi. Còn xem xét tương quan ngũ hành giữa bản mệnh và đạo âm ngũ hành của họ thì cái tuổi này đặc biệt là một cái chỗ là tất cả nam nữ đều là cung chấn hành mộc, mà kim thì khắc mộc, tức là bản mệnh khắc mặt âm ngũ hành, gốc khắc ngọn. Những người này là không may mắn trong cuộc sống, hay gặp nhiều cách trở thử thách, phải nỗ lực rất nhiều thì mới có được tiền tài danh vọng ở trung vận. Nam tuổi này thường là phải một lần vấp ngã trong cuộc sống làm ăn, trong ấy, bởi vì cái tính mà thích làm lớn của mình, háo thắng lao về phía trước. Vì con chó, riêng của tuổi con chó này thì mới bị vậy thôi, chứ còn tất cả thì không có bị ha. Rồi xét coi thử coi là năm nay các anh này làm ăn như thế nào. Thì năm nay là một cái năm cũng có khá nhiều thứ mà phải nói cho tuổi này. Nam mạng Canh Tuất thì năm nay là sao thủy diệu, thành công ở sự nghiệp và đắc
tiền bạc tốt à, đó một cái sao thủy hiệu rất là êm thấm không? Thiên tinh á, đề phòng tứ chi thương tích đổ máu nhẹ, vận niên là thử quy điền tức là chuột về ruộng tốt, nhưng mà năm nay là mạng kim gặp năm hỏa tương khắc xấu, tuổi tức gặp năm dậu ha là tam tai xấu. Thiên can đinh gặp canh, canh gặp đinh là sinh nhập tốt à, chiếu theo vận mệnh của ngũ hành đó, năm nay á, là cung khảm hành thủy thuộc hướng chánh bắc đối với tuổi canh tuất là sanh địa tốt à. Tọa cung tiểu vận thì có các sao là thiếu dương, đào hoa, thiên khôi, thiên không, phi liêm à, có lộc tồn long đức, nếu mà các sao cố định có lộc tồn long đức, bạch sĩ lưu hà, triệt phúc đức, thiên đức, thiên việt, thiên trù, kiếp sát phục sinh, tướng hóa tuần, hóa pha hồng loan, nguyệt đức, thanh long, tử phù, thiên la ha, thiếu dương, tử phù, phúc đức, triệt à. Năm nay thì có các sao lưu chiếu như là tấu thư, tang môn, hóa quyền, thiếu âm, tưởng, thiên phúc, ân, cô thần, trực phù, hỏa lộc, thiên hỷ, bệnh phù à. Thì nếu như vận đóng như vậy thì 80% các sao mệnh của các sao mà đi theo tiểu vận năm nay của các cái tuổi này là sao tốt, chứng tỏ năm nay là năm một năm có thể nói là năm vẫn nằm trong năm tam tai, nhưng mà các anh làm ăn rất là ok, có sự khởi đầu lại hoặc là bắt đầu lại của những cái dự án mà dang dở, công việc sẽ hanh thông, tiền bạc sẽ ra, tiền bạc sẽ có ha, dù rằng là mình đang trong năm tam tai, nhưng mà những có nào là long đức, lộc tồn, phúc đức, thiên đức, thiên việt, thiên trù ha, phục binh luôn, thì hồng loan, nguyệt đức, thanh long luôn à, thì có tất cả các sao tốt nó nằm ở các tiểu vận nó chiếu vào mình, thì mình nghĩ rằng không thể nào nói năm nay mà không thành công với các anh, nhưng tuy rằng nó thành công về công việc nhưng mà tiền bạc thì từ đầu năm tới giờ thì mình thấy rằng nó cũng có người có người không, chứ không phải người nào cũng có, người thì thu được nhiều, có người thì vận mệnh của họ vẫn chưa có thay đổi, nhưng họ thấy được những cái việc làm phía trước của mình ok hơn à. Con chó này có tu trong chùa cho nên là có té xuống thì cũng đứng lên được và có người để giúp đỡ nó à, chó có tu khác chó không tu à. Rồi bây giờ luận xét coi thử coi theo cái đó là những cái của sách vở ha, thì còn cái này bây giờ luận xét theo cái cá nhân của mình à. Đầu tiên hết thì tháng 2 tháng mình còn lại tháng 6 này, là tháng này là tháng mùi thìn tuất sửu mùi là tháng tứ hành xung, cộng mình là kim, kim mà sinh thủy thì là sinh xuất, cho nên tháng này dù thìn tuất sửu mùi là tháng xung rồi, mình sáng kim nữa, cho nên là tháng này gọi là tiền ra không, không có tiền vô. Và mình khẳng định luôn hai tháng từ cái tháng tháng mùi trước đến tháng mùi này thì tất cả là tiền ra thôi chứ chưa có tiền vô, nhưng mà tiền ra cộng cộng với lại cái việc mình có cái sao thủy diệu, thì đồng tiền này là đồng tiền đầu tư chứ không phải đồng tiền mình mất đi, mình không phải là đồng tiền hao tiền, nhưng mà là mình phải đầu tư mình làm ăn hoặc là mình ra tiền để mình kiếm được cái công việc, tức là mình phải bỏ nhung vốn ra chứ chưa phải là mình mất đi. Và nếu như mà người nào bị mất đi thì đó là một cái họ là có cái nghiệp của họ không tốt cho nên họ phải mất đi thôi, nhưng mà thực sự ra đây là để là đầu tư là chính ha. Rồi, tháng tới là tháng Mậu Thân, tháng Thổ ha. Tháng Thân thì không có nhiều cái gọi là nhiều lắm cái sự gọi là khác biệt, họ chỉ là bắt đầu lại của công việc không tốn tiền nữa thôi ha, tự vì có thổ sinh kim thì có tiền nhưng mà đồng tiền này ra không nhiều à, ít thôi à, thổ sinh kim nhưng mà tháng thân thì nó không không xung không khắc với mình cho nên á, cho nên là cũng không 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 có đem lại cho mình nhiều thứ như mà là mong muốn, nhưng được tới là tháng Kỷ Dậu à, đó tháng Dậu này, tháng Dậu cũng vậy, tháng Dậu cũng chỉ là
có tiền nhưng mà chưa nhiều, gọi là gỡ gạc lại chút ít cũng được đi, tạm thời đi. Nhưng mà đến tháng Canh Tuất, năm nay là có tháng Canh Tuất luôn, cho nên là mình phải để ý xem là cái tháng này nó như thế nào. Tháng Canh Tuất mệnh kim luôn, cùng tháng và vào năm là năm tam tai, cho nên tháng Canh Tuất này chủ về tiền bạc thì không hao ra, nhưng mà tháng này thì thật sự là sức khỏe không được tốt lắm, do là tháng tuổi năm sinh tháng đẻ mà, cho nên là gặp năm nay là năm năm xung, không phải là tứ hành xung, nhưng mà là do là năm năm dậu của tam tai, và năm tam tai ở giữa thì mình không bị nặng, nhưng ngược lại là sức khỏe của mình nó cũng có vấn đề. Chủ về tiền tài năm nay thì mình nói là tất cả các sao đều có chứ, mà nó có cái sao bệnh và sao tăng môn. Trong trong tuổi thiên thiên trong cung của mấy anh năm nay thì có sao tăng môn và sao bệnh, thì cho nên là chủ về bệnh và tai nạn tay chân, chủ yếu là bệnh trên tay chân ha. Rồi tháng tháng 10 là tháng Tân Hợi. Tháng Tân Hợi này á, Tân Hợi, tháng Tân Hợi cũng là tháng Kim, thì tháng Kim này thì không có gì với mình kim cộng nó kim trừ thì ok. Tháng này thì mình sẽ có tiền hơn cái tháng tuổi của mình. Công việc bất cứ chỗ này công việc nó sẽ đảo chánh, chạy nhiều. Nhắc lại một điều là các anh tuổi Canh Tuất, tháng 9 rất dễ có tài. Nhắc lại một điều nữa, tháng 9 rất dễ có tài. Tháng 9 của năm Dậu này rất là dễ có tài với các anh. Tân Hợi, Tân Hợi thì tháng Tân Hợi thì không có gì, mình sẽ có tiền hơn, đúng rồi. Tháng Tý, tháng Tý nè, tháng Tý thì là tháng Mộc, là tháng khắc của bản mệnh Kim khắc Mộc. Tháng này thì không có nhiều cái gì mà để lại cho mình là tương đối mà gọi là nặng nề ha. Và tháng 12 là tháng Mộc luôn, thì nói chung là những lượng đón của mấy cái tháng cuối này thì vẫn là một cái tốt trong việc làm ăn, không có gì quá nặng nề, nhưng là chủ yếu là về sức khỏe cũng bệnh vặt rồi thôi, chứ không có kỵ gì nhiều trong những cái tháng này ha. Chỉ có tháng Sửu, tháng 12 là tháng Sửu, thì tháng này theo luận là bản mệnh mình khắc mộc nè, thìn tức sửu mùi, tức là tứ hành xung, tháng này là tháng xung của mình trong năm tam tai, và tháng xung của mệnh khắc tức là kim khắc mộc, thì tháng này luận đoán là tháng này là tháng tốn tiền nhất của cái năm này, tốn tiền nhiều nhất và một chút gì đó gọi là bệnh. Nhưng mà vậy là luận đoán các anh ha, chủ yếu là tháng Canh Tuất, tháng tháng Mùi này thì mình không nói rồi, tháng Mùi này còn mười mấy ngày thì nó xấu rồi, mình không nói được, tốn tiền không có ra tiền thì mình đã nói như ở đầu rồi. Nhưng mà các anh để ý giùm em, tháng 9, tháng 9 các anh rất là dễ có tay, gia đình có người lớn thì phải chú trọng cái tháng 9 để ý, và rất là dễ xảy ra cái việc tai nạn gây gổ với gia đình, có mâu thuẫn trong việc làm ăn. Tháng 12 thì không có nặng về sức khỏe, không có về nặng về tăng môn, nhưng nó tăng môn nó chỉ có khoảng 30% thôi, còn ngược lại cái tháng 9 của các anh là tăng môn nó tăng, nó nặng lên tới 70% ha, 30% là của tháng tháng 12, chủ trì sức khỏe để mà có cái lực vượt qua. Rất là vui khi là cái tuổi này mình rất là quan tâm, tại vì mình có người anh mình giúp đỡ anh trong việc tử vi phong thủy, thì anh có cái sinh năm này, và những cái viên gì mình nói về anh của
tử vi là hoàn toàn đúng. Và 6 tháng này thì mình cũng thấy rằng anh đang đúng. Công việc của anh phải nhích nhích từ từ, cho hết tháng 6 thì anh mới có ra tiền ha. Hy vọng điều này là những cái nghiên cứu của mình không phải chỉ cho anh, nhưng mà nó ứng hoàn toàn với anh. Thì mong rằng là anh sẽ được như vậy. Xét xem các chị nữ của tuổi này thì như thế nào. Các chị nữ của tuổi này á, thì được có một cái là sao Mộc Đức, sao chủ thành đạt, công danh và ắt tài lộc luôn, cũng giống như thủy diệu năm khá thành công của tuổi Canh Tuất. Hạn thì tam kheo, đề phòng tứ chi thương tích đổ máu nhẹ. Vận niên là thử quy điền, chúng ta chuột về đồng, ok. Kim, mạng kim gặp năm hỏa tương khắc xấu. Tuổi Tuất ha, gặp năm Dậu là tam tai xấu. Canh gặp đinh là sinh nhập tốt. Tất cả các cái sao chiếu mệnh thì cũng giống nhau, cũng có long trì quan phù đại hao. Có đại hao thì làm ra tiền, cũng có bỏ ra tiền. Nhưng mà bỏ ra tiền đó là không phải bỏ ra tiền để mình mất đi, mà là mình đầu tư, mình làm, mình hoặc là mình phải trả nợ. Mình làm ra để mình trả nợ những cái vận hạn của 2-3 năm trước mình để lại ha. Thì cũng như các anh thì các chị có 15 ngày nữa, tức là hôm nay là ngày 15 tháng 6 đinh mùi nè. Tháng đinh mùi là tháng tương đối không tốt của anh chị, của chị rồi. Từ một tháng rưỡi nay là làm ăn thì không ra tiền, mà móc tiền ra không ha. Thì sức khỏe thì cũng có chút gì đó đấy thôi, nhưng mà chủ yếu là tiền bạc bỏ ra. Một tháng rưỡi vừa rồi là bỏ tiền ra ha, ráng nửa tháng nữa bỏ tiếp đi, chứ giờ chịu sao giờ. Cũng như các anh thì các chị vào tháng 9 là tháng Canh Tuất, tức là tháng tuổi của các chị luôn. Thì nó là một cái tháng nặng về tam môn. Các chị có không có quả tú ở trong ấy, chỉ có bệnh phù ha, có phá toái ha, có tướng quân. Thì cô thần thì nặng cho nam chứ không nặng cho nữ, chỉ có quả tú thì mới nặng cho nữ. Cho nên là tam môn của tháng tháng 9 của mấy chị thì nó sẽ không có bị nặng như như đã nói, như các anh. Các anh thì các chị có tử phù thanh long nữa, quý quan quý nhân, thiên quan quý nhân, phục binh đại hao, thiên khóc, thiên mã điếu khách, phúc đức thiên đức, phục binh, có cả quả tú. Vậy là chứng tỏ là các chị tuổi này thì cũng không nên, cũng nên cẩn thận cái việc có tang trong gia đình gia quyến ha. Rồi và sức khỏe, nói chung là tháng 7, tháng 9 là tháng không tốt nhiều thứ trong một cái năm tốt ha. Rồi tháng 12 cũng là tháng chỉ có tốn tài, không có nhiều cái trợ lực về sức khỏe thì cũng tạm thôi. Nói lần đóng lại năm nay thì còn lại 15 ngày của tháng 6 là xấu, ra tiền. Tháng 9 là các chị phải cẩn thận về việc gia quyến có tang, xích mích vợ chồng, bị người khác ném đá dấu tay ha. Rồi sức khỏe. Nhưng mà ngược lại các chị có tất cả các sao tốt về chủ làm ăn chiếu mệnh, là trong đó có thiếu dương, thiên thủy, thiên không ha, thiên khôi, quốc ấn, tướng quân ha, lưu niên, văn tinh, thiên khóc, lộc, có tất cả những cái sao tốt cho chiếu mệnh cho mình. Thì hy vọng rằng là các chị làm ăn có tiền và có một 6 tháng cuối năm một cách rất là thỏa mãn về tiền bạc và nhiều thứ khác. Trên đây là những cái chia sẻ của em về tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Rất cảm ơn các anh chị xem clip. Nếu các anh chị thấy hay, có thể ứng dụng được, thì bật like và chia sẻ video cho nhiều người tuổi Canh Tuất cùng biết. Ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi thì đăng ký kênh ở bên dưới, để mọi người có thể nhận được những cái video clip tiếp theo nói về tuổi Canh Tuất, hoặc là những tuổi con cái, bạn bè anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Bye bye và hẹn gặp lại ở clip khác.